Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Oái Oăm, trời đã sinh ra chính, sao lại sinh ra nơi. Mới đúng một tháng tiếp quản chức giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, mà ông Nơi đã tóm được một số tội phạm là con số lớn hơn số tội phạm mà người tiền nhiệm đã thực hiện. Điều đáng nói là ông Nơi bắt quan chức còn nhiều hơn bắt thường dân. Đây chẳng khác nào cứ liên tục công phá thành trì của ông thủ tướng trước đây. Ông Đinh Văn Nơi là dũng tướng. Khi chưa có Tô Lâm đỡ đầu, ông còn không biết sợ ai. Nay có Tô Lâm hỗ trợ thì xem như ông Nơi chẳng ngán thế lực thủ thật nào. Tỉnh Quảng Ninh bứt phá lên mạnh nhất vào thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Và cũng rất nhiều dự án có nghi vấn được thực hiện từ thời đó chờ ông Nơi đến để khui ra những gì tất khuất phía sau. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Tại văn phòng chính phủ, ông Tô Lâm đã cho tóm 4 người, đó là Nguyễn Mai Anh, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế và Nguyễn Quang Linh, trợ lý phó thủ tướng thường trực của ông Phạm Bình Minh. Như tờ Thời báo .d đã nói, đây là sân trước nhà của ông Thủ tướng, cho đến nay sân nhà của ông Thủ tướng vẫn thuộc quyền kiểm soát của ông Thủ. Hiện nay, ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, là người thân cận của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sắp tới đây, ông Sơn sẽ thay thế ông Nguyễn Văn Thể nắm ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để lại Bộ Văn phòng Chính phủ cho người khác tiếp quản. Tuy vậy, người sẽ chám vào chiếc ghế ông Sơn dự kiến là Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng là đàn em của ông Phạm Minh Chính trước đây. Như vậy, sân trước nhà ông Chính sẽ rút người đi và chám người vào vẫn là người của ông Chính. Nơi mà ông Chính lo nhất hiện nay chính là sân sau, nơi mà ông từng lập nghiệp tại đấy trước khi về Trung ương làm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Khi ông Nguyễn Xuân Ký đi rồi thì thế lực ông Thủ tướng tại Quảng Ninh như rắn bắt đầu, không biết rồi sẽ chống đỡ với sự quậy phá của ông Đinh Văn Nơi như thế nào đây. Đây là hình ảnh ông đại tá Đinh Văn Nơi đang quậy trong sân nhà ông Thủ tướng. Với việc tuyên bố tôi lựa mấy người quen lớn, tôi bắt trước là câu tuyên chiến và thực tế của một tháng nắm quyền, ông Đinh Văn Nơi rất ưa tóm quan chức dính chàm. Với việc được bàn bạc với ông Tô Lâm, được phối hợp với Bộ Công an, trong những năm tháng tới, ông Đinh Văn Nơi sẽ không để cho ông Phạm Minh Chính yên thân. Có thể nói gần như bộ máy tỉnh là người của nhà của ông Thủ tướng. Nếu ông Nơi làm tay ngang không được sự chiếu cố của hai tầng cao, thì bộ máy nhà nước tại Quảng Ninh sẽ quật ngược lại ông Nơi. Bởi ông là người miền Nam đang lạc lõng khi mà đồng lõa với bộ máy chính quyền toàn là người miền Bắc, khác xa về văn hóa. Tuy ông Nơi đơn độc là như thế, nhưng ông đang rất chủ động trong các vấn đề khác, những vấn đề dây mờ dễ má thời ông Thủ tướng Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy. Thực tế, trong ngành công an hiện nay, tìm được người thứ hai rất hiếm. Cũng may trong Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng, là hai ông này đã tìm được người thọc sâu vào xào huyệt nhà ông Thủ tướng. Mà cũng xui cho ông Thủ tướng là trời sao lại sinh ra Đinh Văn Nơi, mà ông này lại nổi lên ngay lúc ông Tổng muốn tấn công vào thế lực của ông Thủ. Nếu không có ông Đinh Văn Nơi thì e ông Tô Lâm khó mà tìm được ai làm nhiệm vụ này thay ông. Đây là hình ảnh liên minh Tổng của Tô Lâm đang cùng Đinh Văn Nơi chiến đấu. Để điều tra ai mà quen lớn luôn khó khăn hơn điều tra những người không quen lớn. Tuy nhiên, với việc ông Đinh Văn Nơi cứ tập trung lực lượng tinh nhuệ để ngày ngày đếm xoáy vào sai phạm của những ai quen lớn, thì không sớm thì muộn cũng động đến chính phủ. Với thế và lực như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu giao chức giám đốc công an cho bất kỳ ai, thì họ cũng chẳng dám bứng dậy để động đến rừng ở Hà Nội. Tuy nhiên, với ông Đinh Văn Nơi, cấp bậc chỉ là đại tá, nhưng ông không ngán ngại ai. Cả người đó là thủ tướng, thế mới oai oăm cho ông Phạm Minh Chính. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ bị công nhưng ông Chính lại nghênh chiến sòng phẳng. Lãnh địa của ông Thủ tướng là chính phủ, trong chính phủ đấy là gồm các bộ. Trước mắt Bộ Quốc phòng, ông Thủ tướng đang nắm một nửa. Bộ Công an, ông Tổng nắm hoàn toàn. Còn những bộ khác hầu hết là ông Thủ tướng làm chủ. Bộ mà gần Thủ tướng nhất chính là Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ. Vì thế nên có thể ví Văn phòng Chính phủ như là sân trước nhà của ông Thủ tướng vậy.
còn ở Quảng Ninh hay Yên Bái là sân sau của nhà ông. Tại Bộ Công an xem như ông Thủ tướng không thể kiểm soát, tại Bộ Quốc phòng cũng xem như giữ nguyên hiện trạng, cổ phần, ai cứ giữ nguyên như vậy. Còn lại các bộ khác, liên minh Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm muốn xáo trộn nhân sự để cài người bên phe ông Tổng vào, và nếu đề phòng sớm, ông Thủ tướng sẽ ngăn cản được ý đồ này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng, và ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Văn Thể vốn không thân với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thể là người gió chiều nào ngả tới chiều đó, tương tự như ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vậy. Chính vì lẽ đó mà giờ không thể được ông Tổng cưu mang, và ông Thủ tướng Chính phủ cũng không cần, và bị đẩy đi xem như là tất yếu. Sự thay đổi nhân sự bao giờ cũng xuất hiện sự chiến đấu với nhau giữa các phe phái để giành chỗ của nhau. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vốn là cánh tay đắc lực cho ông Phạm Minh Chính, được ông Chính vận động cho chám vào vị trí ông Nguyễn Văn Thể đang để lại. Việc đấy được xem như là một thành công của ông Thủ tướng. Nếu ông Thủ tướng không giành được kèo thơm này thì người của ông Tổng thế vào chỗ đó. Đấy là cái thành công thứ nhất trong quyết định bố trí nhân sự. Cái thành công thứ nhì đối với ông Thủ tướng, đó là ông lại kéo được đàn em từ Quảng Ninh về chám vào vị trí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà ông Trần Văn Sơn đang để lại. Mất đi một thuộc hạ không thân thuộc mà thêm một đệ tử ruột thì xem ra ông Thủ tướng đã gia cố Chính phủ khá vững chắc trước các phe của ông Tổng và các đòn tấn công của đối thủ khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi theo con đường làm chính trị mà Nguyễn Tấn Dũng đã làm trước đó. Đó là làm kinh tế để kiếm tiền, dùng tiền để xây dựng phe cánh. Việc Trần Văn Sơn phải nắm Bộ Giao thông Vận tải thì đây ông sẽ hỗ trợ cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai các dự án sân bay khắp Việt Nam cho các đại gia. Ông Thủ tướng sẽ hưởng lại quả và dùng nó cho mục đích chính trị của ông sau này. Có thể nói dự án xây sân bay tràn lan sẽ rất thuận tiện sau khi ông Trần Văn Sơn về tiếp quản Bộ Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Xuân Ký sau khi về Văn phòng Chính phủ sẽ là người hỗ trợ ông Thủ tướng được nhiều việc. Cuộc chiến giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tổng Bí thư đang còn dài. Mỗi nước cờ ông Tổng đi, dường như ông Thủ tướng đã đoán biết và đều ra tay trước. Ngoài Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ được ông Thủ tướng chèn người của ông, ngoài ra vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế do bà Đào Hồng Lan nắm cũng được cho là phe của ông Thủ tướng đương nhiệm. Vì dường như là phe ông Thủ tướng nên đã được ra tay chỉ đạo liên tiếp để giúp bà Lan xử lý cho gọn những tàn dư từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Xử lý tốt để phe đốt lò không có cơ hội đổ lỗi lên đầu ông như trường hợp của Nguyễn Thanh Long. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ. Qua gần 2 năm nắm chính phủ, tuy dính đến Việt Á nặng nề, dính đến chuyến bay giải cứu, nhưng xem ra ông Phạm Minh Chính đã củng cố chính phủ vững chắc hơn so với thời ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Ông Phúc tuy rất giỏi cơ hội chính trị, nhưng ông lại yếu ở khả năng củng cố sức mạnh vây cánh. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Vương Đình Huệ cần có cách mới hay hơn, bất ngờ hơn. Nếu không có gì cao minh, thì ông Thủ tướng hoàn toàn có thể nghênh chiến. Về mặt chính trị, đằng sau Phạm Minh Chính còn có đối thủ lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng giúp đỡ, đó chính là Nguyễn Tấn Dũng. Xem ra, ông Tổng muốn hạ Phạm Minh Chính cũng không hề dễ dàng gì.